Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món thịt vịt khìa nước dừa. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn là 850g thịt vịt nè các bạn. Vịt mình mua về nè, mình đâm gừng và muối á, mình đã xát, mình chà đều lên cái phần da rồi đó. Mình cũng đã rửa thật sạch, mình để gáo nè các bạn. Đó, các bạn chặt miếng lớn như vậy giúp mình nha. Thì vịt đã sơ chế xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ chăm cái phần thịt để cho thịt vịt khìa xong á, nó được thấm hơn đó. Thì khi chăm mình không có chăm lên phần da nha. Các bạn nhớ đừng làm gách da. Thì mình sẽ chăm cái phần thịt ở bên trong thôi. Mình dùng nĩa mình chăm đều bên trong phần thịt đó. Thì thịt khìa xong nó rất là thấm. Thịt mình đã chăm đều bên trong hết nè các bạn. Nè các bạn nhớ không làm gách da nha. Nè, bây giờ mình sẽ đi đâm tỏi để mình ướp thịt. Mình dùng tỏi nhiều cho nó thơm. Này mình dùng là nửa củ tỏi đó. Tỏi các bạn băm cũng được nữa. Nhưng mà đâm thì nó sẽ thơm và nó thấm đều vào thịt hơn. Tỏi đâm nhuyễn xong, mình cho vào đây mình ướp. Mình chỉ chừa lại một chút xíu thôi, để lát mình phi. Rồi mình cho tiếp gia vị vào mình ướp. Đây là nửa muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối. Mình cho hết vào. Đây là nước mắm, mình dùng là 1,5 muỗng canh nha. Mình dùng thêm một muỗng canh dầu màu điều nè, cho thịt vịt mình có màu đẹp hơn đó. Cái này không có thì các bạn khỏi dùng cũng được nha. Đây là ngũ vị hương nè, và tiêu xay. Mỗi thứ mình dùng 1/3 muỗng cà phê đó. Rồi mình trộn, mình bóp cho gia vị nó thấm đều vào phần thịt vịt. Cái mùi gia vị rất là thơm. Giờ mình sẽ để thịt vịt ở đây, mình ướp từ 40 phút đến 1 tiếng. Thịt vịt mình đã ướp được 40 phút rồi nè các bạn. Nó đã ngấm gia vị rồi đó. Đây nè các bạn. Giờ mình sẽ đi khìa. Tỏi đâm nhuyễn còn lại nè, mình cho vào mình phi thơm. Rồi phi tỏi thơm lên thì mình cho thịt vịt vào. Mình để phần da xuống trước nè. Để cho dầu tỏi nó thấm vào da nó thơm á. Mình để chút xíu cho nó săn rồi mình chở lại. Khi thịt vịt nó săn lại á, thì cái nước gia vị nãy mình ướp thịt nè, mình sẽ cho hết vào.
Thì tiếp tục mình sẽ cho nước dừa tươi vào. Mình dùng ở đây là 600ml nước dừa tươi. Có nước dừa thì nó sẽ ngon hơn, còn không có thì các bạn có thể dùng nước lọc cũng được. Khi nước dừa nó cạn bớt đây nè, mình sẽ chảo thịt vịt đó cho nó chín đều hai mặt luôn. Khi càng cạn nước á thì các bạn càng giảm lửa nhỏ là giúp mình nha. Đó, cái nước gia vị khi nó sánh lại thì mình múc mình gưới lên để cho nó rút vào trong thịt nó ngon hơn. Cái mùi nó thơm nước mũi luôn á các bạn. À, mình thấy như vậy là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp. Còn cái nước gia vị á thì mình dùng muỗng mình múc mình phết lên, để cho món thịt vịt mình được ngon và nó không có bị khô đó. Đây, dĩa thịt khìa nước dừa của mình đây. À, các bạn nhìn có hấp dẫn chưa nè. À, mình chặt ra một ít rồi nè các bạn. Đó, thịt mềm ngon, không có bị khô nha. Thơm phức luôn á. Các bạn nhìn từng miếng thịt nè, thấm gia vị thơm nước mũi luôn. Mình mời các bạn nha. Vịt khìa mềm ngon, vị đậm đà, ăn rất là vừa miệng. Đặc biệt là mùi thơm hấp dẫn. Cả nhà mình ăn ai cũng thích hết á. Món này các bạn làm để ăn cơm hàng ngày nè, hoặc là chiêu đãi khách khi có tiệc tùng cũng rất là tiện. Giờ thì cái món thịt khìa nước dừa của mình cũng đã làm xong. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình và để theo dõi được những video mới nhất. Cuối lời mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.